đầu tiên, Sa xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi New Face của King Live. 안녕하세요. 저는 한자라라고 합니다. 지금 King Live의 New Face를 보고 계신 분이 있나요? đầu tiên Sa đến Việt Nam là vào năm 2010. Là ban đầu thì sợ và lo hơn xíu. Nước uống đầu tiên Sa uống tại Việt Nam là lúc đó Sa mới tới sân bay. Cái chai nước ngọt màu vàng vàng, trà chanh mà mọi người hay uống. Trái cây đầu tiên Sa ăn tại Việt Nam, chị Hai với Sa đi mua chôm chôm. Lần đầu Sa hét quá to tại Việt Nam. Thấy con thằng lành, mà tại bên này nó không có con thằng lành. Xong là Sa thấy trong phòng nó cứ bay qua bay lại, chạy đi chạy mà rất là nhiều luôn, lúc đấy sợ lắm. Lần đầu tiên bước lên một cái sân khấu rất lớn trước mặt một cái lượng số khán giả rất đông là The Voice of Hát Việt. Bước ngoặt là một cái bước rất là khởi đầu mới trong cuộc đời của Sara. Ra mắt đầu tiên của Sara là bài Tớ Thích Cậu của anh nhạc sĩ Hoàng Hành Năng. Lướt YouTube vô tình nó hiện lên thì thấy view đã chậm 42 triệu view. Kết hợp cùng với Hot Boy đầu tiên, anh Tùng Maro. Quay đầu sang, vuốt tóc đẹp trai các thứ xong là cười y hi, nghe răng cười tít mắt như này này. Làm biết bao nhiêu con tim của các bạn nữ đổ sụp vì cái nụ cười đó. Còn Sara thì không. Khúc ballad đầu tiên trong đời của Sara là bài Vì Yêu Là Nhớ. Mọi người nhận xét là em nên hát ballad đi, đừng hát nhạc cô tê nữa. Nhưng mà mọi người ơi, em vẫn còn yêu đời lắm, em vẫn muốn hát nhạc cô tê hơn cơ. Còn gì nhỉ? À, số đo nhỏ nhất mà Sara chạm trong cuộc đời là L53. Và điều cuối cùng, lần đầu tiên trong cuộc đời được đóng phim điện ảnh, lại còn đảm nhận vai chính nữa là phim Siêu Quậy Có Bầu. Sara thấy nó trôi đi rất là nhanh, nhưng mà cũng được 3 năm rồi, kể từ The Voice đến The Cô Bé Mít Ướt, hay khóc nhè, ăn nhiều. Thì bây giờ thì bớt khóc hơn và cũng bớt ăn hơn được một xíu. Thì cũng có thể gọi là có sự thay đổi, có trưởng thành lên một xíu. Đó là cái điều đương nhiên mà nghệ sĩ phải làm. Cảm thấy có khó quá thì cũng phải chấp nhận, cắn răng mà làm. Muốn được người khác yêu thương thì tất nhiên là mình phải cố gắng để trong mắt họ mình có đáng yêu, dễ thương gì đó không. Muốn nhất thì vẫn mong là cho dù Sara có béo hay gầy thì khán giả vẫn sẽ đón nhận. Nhưng mà nếu mà không được thì thôi, bản thân Sara sẽ cố gắng nhiều hơn. Sara vẫn đặt mục tiêu là tập luyện và ăn uống healthy 3 lần để không bị quá béo phì và cũng không bị quá gầy. Ban đầu thì không đọc, nhưng mà sau này thì cũng phải đọc được. Là vì lướt vô tình thấy hoặc là nghe người khác kể lại. Gần đây Sara có tham gia lại một cái game show. Gần đây vài ngày trước Sara mới quay. Và quay xong Sara mới nhận ra là ồ, mình nhát hơn hồi trước nhiều. Lên đó cũng không biết phản ứng ra sao. Nói lại mang ý kiến trái chiều từ khán giả nên là cũng không dám nói nhiều. Là sẽ tìm cách nào đó có thể quay trở lại Sara vui vẻ trên game show, nhưng mà không bị quá nói nhiều như hồi trước. Sara cũng phải lớn lên, trưởng thành hơn theo tuổi. Thì lúc đó Sara vẫn suy nghĩ hơi vô tư quá. Thì sau cái chuyện đó Sara rút kinh nghiệm là Sara sẽ suy nghĩ chững chạc hơn. Như nào cũng được, miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái là được. Unify, kể tật xấu của từng người. Anh Huy Heo thì anh Huy Heo tốt với mình quá à, chẳng có tật xấu gì cả. Thứ hai, Tùng Maru có tật xấu là hay nói xấu Sara trên sóng truyền hình. Được lắm, đợi đi. Anh Sân Sò, anh quá nhạt. Cái gì anh cũng nhạt hết. Anh nên ăn thế. Thật ra là có lần ra thấy Sara anh Sò đổ muối lên tay xong ăn luôn ấy. Anh ăn nhiều muối như thế tại sao anh vẫn nhạt nhỉ? Anh Phúc Tổ, tật xấu của anh Phúc Tổ á, hay bắt bẻ. Anh Nam và anh Huy là Sara nghĩ là một trong những người mà hiền nhất. Nam tật xấu là hay than béo, nhưng thật ra anh không béo chút nào, anh luôn phải cay trần á. Nhìn mãi mới nhận ra, thật ra là tật xấu này là chưa có chứng kiến được nhiều. Mọi người xung quanh kể lại là hay đi nhậu với mọi người xong á là nói nhiều lắm.
nói nhiều xong là lại còn nói tùm lum tùm la, nói chung là nhảm lắm, hình kể lắm. Kiểu cũng là một bad boy, kiểu ngồi lòi vậy thôi á, chứ thật ra hình cô à. Hình hơn mấy anh Unify luôn. Cô Đức Thành á? Trời ơi, đã ra công ty rồi lại còn mắt nói xấu nữa chứ. Anh Thành có tật xấu là mặt anh quá đẹp, khiến cho những người đứng cạnh cảm thấy rất là ngại ngùng. Đỗ Hoàng Lương. Lương, chết rồi nhà Lương. Lương có tật xấu là nói rất nhiều mọi người ạ. Rất nhiều. Ý là mới gặp Dương là Dương nói tới khi nào mà em đi về thì thôi. Ý là phải bước lên xe đóng cửa lại rồi mới không nghe được tiếng của Dương nữa. Nói nhiều lắm mọi người ơi. Anh không có hắn à? Chủ tịch của công ty lại còn người ta còn sắp cưới nữa, nói xấu được sao mà được mọi người. Em biết tật xấu của anh biết là gì không? Anh quá hoàn hảo. Em đã từng nghĩ là trên thế giới này không có người hoàn hảo cho đến khi em gặp anh Thắng và chị Nhi. Vừa đẹp trai, lại giỏi, xong là lại còn rất là chiều người yêu luôn. Chị Nhi cũng nghĩ y chang luôn mọi người ơi. Chú Sông luôn. Chú Sông luôn có một cái tật xấu mà khá là tương đương với lại một anh trong thành viên Unify, đó là chú quá nha. Thật ra nói chuyện với chú rất là vui, nhưng mà vui theo một ý nghĩa là thấy chú nhạt nên là vui, chứ không phải là chú vui. Cây Trần, lý do, sống mũi. Như mọi người thấy đó, anh Cây Trần, người thì vừa rất là ngon. Rất là ngon. Lại tính còn rất là hiền lành, trong ngầu lời bad boy nhưng mà rất là lạnh cốt té. Nếu mà thả thì anh Cây chắc kiểu... chắc là nhìn phải lại... chứ tại vì sao nghĩ là nếu mà quyến rũ là phải nhìn thẳng vào mắt của người ta sẽ kiểu... kiểu sexy, đây là sexy nha mọi người. Hạng hai chắc là cho anh Maru đi, vì tình ý anh em chứ không có lý do gì đặc biệt. Nghĩa là cô thích dễ thương nên là chắc là kiểu cô té với anh kiểu anh ơi hôm nay em làm móng nè anh thấy đẹp không hay là em đẹp hơn kiểu đó chẳng hạn. Trời ghê quá, nổi da gà luôn. Xong luôn thì Sarah có nói là anh luôn rất hiền, rất hiền và là một người mà Sarah cũng muốn rất là noi theo về cuộc đời á. Ý là tập luyện rất là chăm chỉ và trong công việc rất là siêng năng. Trời ơi, thả tiếng chú luôn sao trời. Cái này khó quá mọi người, ca này khó quá tại vì không biết cô chú như nào. À, theo Họ Rời Mặt Trời đi mọi người. Sẽ thử làm một cái cô quân nhân. Chắc là kiểu sự chú ý của em đã lỡ xa vào đôi mắt của anh quân đội gì đó. Hay, mong là mọi người sẽ cảm thấy vui khi mà trò chuyện cùng với Sarah. Và mong là mọi người sẽ ủng hộ Sarah trong những cái dự án tiếp theo nữa. Cảm ơn mọi người và cảm ơn New Face của King Lan. Cảm ơn mọi người. Bye bye.